Chào mọi người. Hôm nay mình đi qua cái quán cà phê cá sấu Hoa Ca ở quận 12. Thì ở đây có nuôi rất là nhiều cá sấu mọi người. Đi bây giờ sẽ đi đây, quán cà phê rất là nổi tiếng mọi người. Có cả cá sấu rồi. Và bán các cái sản phẩm bằng làm từ cá sấu mọi người. Đây. Cà phê. Ui, đây cây cối xanh mát đẹp quá. Wow, đây rất là rộng nha mọi người. Đây cao vua quá trời, trồng cao vua này. Cao vua đã hết thời vua. Hiện tại thì bây giờ là chưa thấy con cá sấu nào. Đây không cần mát mẻ quá. Đấy rồi, cá sấu đến đây mọi người. Đã đến chuông cá sấu rồi mọi người. Ui da, to quá ha. Cá sấu ơi. Ui nó lặn rồi, nó thấy mình nó lặn rồi. Trời ơi, con này phải dài hơn 2 mét mọi người ạ. Con này phải hơn 2 mét. Cái sừng nữa kìa. Đấy. Nhưng mà nó bây giờ làm sao cho ngóc lên hay nữa. Lấy cái que chọc cái cụ. Thôi hai cụ nhảy vào đi. Không được đâu, nhảy vào nó sợ cá sấu nó chết ngất mất. Sao đâu mà gây ô nhiễm môi trường nữa. Ui bên này này quá trời luôn mọi người ơi. Hai con bự cái bã nữa này. Đây. Ui ba con. Không vịn vào hàng rào vì sợ mấy con cá sấu mà nó nhảy ra nó khốn luôn. Wow. Hai con đang nằm phơi kìa. Sấu ơi, sấu ơi, dậy đi sấu ơi. Lát cốt. Crocodile. Hello. Nó không dậy. Không dậy mọi người. Con này mới ra được thể lâm cá sấu gì ta. Cá này là cá sấu Hoa Ca đó. Sấu Hoa Ca hả? À. Con này dài phải 3 mét đấy nhờ. Ừ, à, con này bự quá trời luôn. Nó còn sống chứ. Nó hả? Chắc chết rồi. À. Lười vận động người ta. Sấu ơi, sấu ơi. Ôi cái có cái nhà cho nó ở kìa. Chưa thấy rồi. Con nằm giữa kia mới to kìa. Vừa chào bà lửa luôn. Con kia kìa. Wow, con này dữ quá. Con này dữ lắm luôn. Ui. Kinh hoàng được. Dùng cái mắt này của nó đang nằm phơi ấy. Nó thêm đồng đầy luôn, nó cũng thêm đớp môi luôn. Khu này khu này có cái trưng bày sản phẩm ra cá sấu. Wow. Này, wow, toàn con không. Mà cuối tuần đó, dẫn đến đây mà chơi. Đây là có chim mày con cá sấu. Ui. Đây. Wow. Súng mạnh trong trời đất hay những thích khách lão luyện thì là những biệt danh mà con người gán cho cá sấu. Đây cá sấu đấy mọi người. Chiến không cân sức, sấu luôn là kẻ bại trận và đang trên bờ vực của sự diệt vong. Tiếng Anh thì đây. Sấu đấy mọi người. Bên cạnh các sản phẩm ẩm thực đặc biệt chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của các cửa hàng thời trang cao cấp nhất tại Paris, New York, Rome, hàng năm khoảng 2 triệu. Cá sấu này cũng già lắm rồi. Sấu thuộc 15 loại sấu có giá trị kinh tế trong tổng cộng số 22 loài đã được khai thác. Do cấu trúc da đặc trưng 2 chiều, các sản phẩm da cá sấu rất bền và chặt, thích hợp cho các loại sản phẩm như túi da, túi sách, giày da, thắt lưng hay áo chắc khác. Các sản phẩm như nhẹ kia. Tuy nhiên, Cho bạn lựa luôn. Không dày luôn. Nó cứ 5 mét vậy đó. Ui dồi ôi. Bên này nè. Nó nằm nó phới mặt đến kìa. Đấy mọi người thấy không? Cá sấu quá trời luôn. Ui da sấu nè. Thèm đớp mồi nó nằm yên. Bỏ tay. Không làm gì được hết. Bên này bừa quá trời luôn. Quá trời cá sấu. À, anh này mới lên này. Ây da. Người tới là nằm im luôn. Đấy, quá trời cá sấu mọi người. Con này cứ nằm yên luôn, nó nằm như một khúc gỗ mọi người. Đấy, nó nhúc nhích quá con này. Ôi, con này đang bơi nha mọi người. Rất là nhẹ nhàng, di chuyển rất là nhẹ nhàng nha mọi người. Không tạo ra một tiếng động luôn. Đấy mọi người. Một tiếng đồng. Mọi người thấy không? Con sấu này thì đây nằm như một khúc gỗ. Mình mà bước vào đây mình sẽ không nhận ra được. Mình sẽ không bao giờ nhận ra được đâu mọi người. Nó kiểu giống như nó đang nhìn mình vậy đó. Nó nằm có vẻ rất là lâu rồi mọi người. Thì răng nó khô hết rồi. Ôi, một bầy nó nằm cái kìa. Nó mình mà rơi xuống đây thì mình cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Một bầy nó nằm trên cái chỗ ốc đảo kìa. Thế là hay để mình trèo vào coi thử sức nó có làm gì mình không nha. Nó nằm yên. Ui con này mập thế. Mập thế, to đùng luôn. Ôi bị ao nét. Con này mọi người, con này nó mập ú rồi này. Con này phải cả tạ chứ không hả nhờ? Ui à, ui, đánh nhau to rồi. Đâu rồi? Nó cắn nhau mọi người ạ. Đấy, nó bò kìa. Nó bò kìa. Má nó có cái lớp rêu lên em khó nhìn nó hả? Kệ con đó để trêu với con cá sấu bự gần mình thôi. Mình khó tay vào. Ấy. Nó gãi đầu. nó chậm chạp quá ha. Ồ, nó nhìn nó vậy thôi cô ơi. Nhưng mà nó có tấn công nhanh lắm á. Cái con này nữa này, con gần đây này, con khổng lồ nó đi này. Ui ôi, con này này. Con này con khổng lồ này mọi người. Nó đi kìa. Rất chậm rãi và chắc cú. Mẹ nó cái con này nó cắn phát mình đai luôn. Đấy, mấy con, 3-4 con ở một chỗ này mọi người. À, con này mới bự kìa, cái con mà nằm giữa kìa. Đâu? Con này à, con này bự hơn này, con này hình như con nằm giữa kìa. Con này hình như đang có bầu này. À, biết có bầu hay không? Bụng nó to quá trời kìa, anh nó ăn tham. Kinh khủng. Nhìn như khúc gỗ ấy, à, nhìn là không mình không biết là cái gì luôn. Chứ này mà mình vào rừng sao nó ẩn dưới mấy cái khúc cây hay lá cây sao mình nhìn nó nhỉ? Ừ. Quạt mình luôn, bọn này ngụy trang hay thật. Con này nhỏ hơn, con này nhỏ xíu à. Không nhìn ra luôn, nó đi có tí mình quay tiếp lại. Ui à. Đây vừa uống cà phê vừa câu cá sấu đấy mọi người. À đây nó không phải câu cá sấu. Câu cá ha anh. Ừ, câu cá. Có được con gì không anh ha? Không, con những con lá sen. À những con lá sen thôi. À, ở đây là khu vực bán đồ cá sấu ấy mọi người. À, vì cá sấu mọi người 2 triệu, 3 triệu, 1 triệu, 1 triệu, 2 triệu và mặc quá trời luôn. Chà, cặp da cá sấu luôn 18 triệu, 17 triệu. À, cái tụi gầy 15 triệu mọi người. Để thắt lưng cá sấu này 3 triệu. Đẹp quá trời luôn. Mọng da cá sấu mà mọi người. À, ngoài ra ở đây còn có da rắn gì đây nữa, da rắn gì đó mọi người. Da này da rắn. Loạt. Wow. Đây có con cá sấu rất là bự mọi người. Wow. Cắn cho mình một cái thì thôi. Đây là một cái răng. Đây là xương cá sấu mọi người. Cái đầu của nó hay quá ha. Cái này là trứng cá sấu. Trứng này không biết như nào. Đấy nha mọi người, câu cá sấu này. À, có khu để mình câu cá sấu ấy mọi người ơi. Đi uống cà phê và câu được cá sấu luôn. Mồi là 7.000 một miếng mồi. Đây, bây giờ mình sẽ sang bên này mình xem cá sấu thế nào. Đi gia đình khoảng 20 người ngồi đây đẹp luôn. Đây có cái nhà hàng nữa. Úi trời ơi mẹ ơi, quá trời cá sấu luôn. Mình sẽ vào mình ghẹo con cá sấu rồi. Nhảy vô đây cụ. Không có miễn phí đâu. Miễn phí mà. Câu thì câu miễn phí nhưng phải mua một miếng mồi mất 7.000. Mình phải mua mồi hả? À, phải mua mồi một miếng 7.000 đó mọi người. Mồi 7.000 hả? À. Là thịt hay là gì đấy? Chắc là miếng thịt heo. Quắc 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 quắc. Hả? Nó cứ sao nó lại cứ hạ cái miếng ra miết vậy nhỉ? Quá trời luôn mọi người. À đây có cái khóa để mình bẻ khóa mình chui vào trong đó chơi nhá. Cú thò tay vào xem thử cú. Cá sấu này cá sấu thiếu nhi chắc nó hiền à. Xui à, nhiều bọn là sấu nhi á. Sấu nhi. Cá sấu sấu nhi. Đây mọi người ơi. Đây. Khu vực nhà hàng này quá trời luôn, vừa cà phê vừa nhà hàng. Cả nhà đình có thể tới để chơi nguyên ngày luôn được. Nhìn mấy con cá sấu nhỏ hài. Không có hài đâu, cụ đi vào đó rồi mới biết được. Giờ mình đi đấy, vô. Đây, có anh cá sấu nhà bả nữa. Đấy. Khu nhà hàng nhậu. Giờ mình nhảy vào trong này đi xem tình hình như thế nào nha. Điện lực là được. Đây, khu vực này quá trời các cái bàn nhậu ấy mọi người. Gió ở đây là trái đường cho nên cũng khá là vắng khách, nhưng mà thấy ở đây tuyệt vời, không gian rất là ấm cúng này. Đây. Ngồi ở đây tuyệt vời luôn. Có dịp rủ anh em bạn bè qua đây nhậu nguyên ngày luôn là tuyệt vời. Đây. Wow. Ngồi đây cực kỳ mát luôn. Vừa nhậu vừa ngồi câu cá được luôn nha mọi người. Đây. Đây mọi người thấy không? Hồ ao quá trời luôn. Đây. Ngồi nhậu ở trong này do trong này nhìn cũng trải đường quá. Đây, thành ra là cũng ít người. Nhưng mà khu vực không gian rất là đẹp. Mọi người tìm cái này cũng dễ thôi, đi đường Hà Huy Giáp mọi người, qua quốc lộ 1A đi xuống đường Hà Huy Giáp thì đến chỗ trường cao đẳng điện lực á, thì có một cái con đường nhựa thì mọi người rẽ vào con đường đó. Hỏi trái cá sấu Hoa Ca nha mọi người, thì người ta sẽ chỉ cho. Cái quán này cực kỳ nổi tiếng mọi người. Đây, có số điện thoại này. Đặt liên hoan tất niên luôn. Đây, mọi người có thể gọi vào số điện thoại đó. Thoải mái. Đây vừa chơi vừa câu cá sấu rồi. Đúng. Chơi với cá sấu. Bán cả thịt cá sấu luôn. Các loại thịt cá sấu. Thịt cá sấu có màu trắng hồng. Hai. Nhà bếp, khu vực nuôi cá sấu. À, đây còn nuôi cá gì đây này này. À. Cá này là cá các coi. Cá này cũng cá sấu con đấy mọi người. Cá sấu con này thì không phải cái gì chứ. Cá này nuôi để bán. À, cá trái trường này. Em mới đi nhậu rồi. Nãy là có bệnh. Đâu, hỏi đồ ăn thì mai mốt tôi dẫn nhà tới chơi. Cái gì vậy? À, cái này chắc là để nướng cá sấu. À, quay cá sấu. À, khu vực này là chỗ khu vực chế biến thịt cá sấu này. Hả? Về à? À. Coi nút đầu rồi. Nhưng mà nó... Bác không cho mở cửa cho bác không? Ờ, được không? Mở cửa, kể cho nó đi ra được là được rồi. Nhưng mà nó nằm một chỗ à, chán quá. Nó ăn thịt mình luôn, nó cắn mình. Nhưng mà một tuần mình cho ăn mấy lần ta? 2 lần. Ăn cái gì ta? Cái hồ cá sấu này mình câu thì là câu miễn phí, nhưng mình mua mồi hay sao? Không ạ, mình câu mình mua mồi, mồi 7.000. 7.000 một miếng. Ừ. Thịt đó là thịt gì ha? Thịt lợn hả? Gà. Thịt gà. Thịt gà hả? À, hay quá. Đầu gà. À. Kiểu là mình cho nó ăn chơi vậy thôi gì. Ừ. À. Cái này là của đơn vị nào ta? Cái này là của cái công ty à? Là nghề cá sấu mà đúng không? À, đúng rồi. Là nhiều công ty à? À. À, hay quá ha. Do trong này thấy nó cũng khuất quá cho nên ít người biết đúng không? Trong này nó hơi khuất. Ừ. Nhưng mà khu này mát mẻ quá trời. Nhưng mà giờ muốn ra quay con cá sấu nó di chuyển khó quá. Làm sao cho nó vậy? Các sản phẩm mỹ nghệ làm từ da cá sấu mọi người. Bây giờ đi vào khu vực trưng bày các sản phẩm từ da cá sấu này mọi người. Rất là nhiều luôn. Đây. Quá trời luôn. Wow, đây có cá sấu, nhưng cá sấu này cũng đẹp. Cá sấu này à? Wow. Cá sấu kìa, cá sấu không? Ờ, mọi người thấy cá sấu không? Cá sấu này nhìn cùng cá sấu màu xanh. Mát đúng không? Ờ, thì da màu tím, màu xanh. Da của nó đẹp quá ha. Da nó cứng quá ha, da nó. Đây các loại sản phẩm từ da cá sấu rồi mọi người. Chà, cái túi này 19 triệu đẹp thế này. À, tại cá sấu hoa Ca này. Có quan trọng. Khu 1 tại cá sấu hoa Ca. Đây cái túi chơi gốc này 119 triệu. 120 triệu. 119 triệu 999. À, cái này chơi gốc. Chơi gôn. Đây là đi chơi gôn. Đây là cái thật. Hả? Em đây là dây da đồng hồ đó mọi người. Dây da đồng hồ 590 này, 459 này, 590 này, da, còn rắn cá sấu nữa này. Wow, đây còn miếng da to bự lắm mọi người. Con cá sấu này bự quá trời luôn. Thì cái con cá sấu đó mà lúc nó còn nguyên thì nó 30 kg thì con này này. Tao không sợ. Cái tấm này bây giờ hiện nay mình bán không? Một cái tấm không là 100 triệu. Tấm không là 100 triệu. Bự quá trời, bán về kiểu như... À, treo phong thủy thôi đúng không? Mình không cắt ra, mình làm giấy thắt lưng hay gì được vậy ha? Được chứ đúng không? Tức là cái giá này mình vẫn sử dụng được mà đúng không? Mình cắt ra mình làm. Được, nhưng mà nếu nói chung là cái da đó là nó dai lắm rồi anh. Với lại cái phần gai này nó rất là cứng. Mà mình bây giờ mình làm nó nói chung là nó không có độ hợp mỹ, anh thì phải sợ hơn mấy cái gai nhẹ nhẹ thôi. Mà mấy cái gai to như vậy đó thì mình đeo vô mình sẽ cứng ha. bự cái này nuôi trong cũng nhiều thứ ăn lắm hết. Bánh con cá sấu mấy chục tuổi nó về. Nuôi bao nhiêu năm thì nó bự được như là 3 năm. 3 tuổi. Chắc 8 năm. Cái hộp đừng giấy là bằng giá rắn này. Quá trời luôn. Cái gôn này mọi người 80 triệu. Triệu. Đây, giá này là giá rắn này, mọi người, giá tăng này mọi người. Giá tăng. Còn mỏng giá cá sấu nữa. 50 triệu. Mình rồi, mình đưa cái nón này ra ngoài đường người ta giật mất tiêu nữa. Đây không có vị. Mặc dù không có tiền nhưng mình cũng ra đúng không? Em nón đây là 6 triệu mọi người. À 5 triệu 999. Nón đẹp quá trời luôn. À, con cá sấu này giá nó không mau, nó nhìn lạ quá ha. Cái này mình canh gọn mình mà. Hay quá ha. Giá là thuộc hết rồi mọi người. Không